hưởng ứng lễ hội sen lần thứ 2 năm 2024, góp phần phát huy giá trị ẩm thực từ sen. Những điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường xây dựng các thực đơn với nhiều món ăn được chế biến từ sen. Đến với lễ hội sen lần này, du khách gần xa nhất định không thể bỏ lỡ những món ăn hấp dẫn mới lạ này. Gà nướng đất sét lá sen, cá dày hấp củ sen, lẩu hoa sen, tất cả không chỉ trông bắt mắt, hấp dẫn mà còn xuất hiện đầy mới lạ trong thực đơn sen của nhà hàng này. Từ vài tháng trước thềm lễ hội sen, các đầu bếp tại đây đã xây dựng thực đơn với nhiều món ăn chế biến từ sen đặc trưng của Đồng Tháp. Nhà hàng mình thì có chuẩn bị thứ nhất về cái thực đơn đặc biệt là thực đơn về sen, có nhiều món, tức là có những cái món mà nhà hàng vừa mới sáng chế để phục vụ cho cái lễ hội sen, để giới thiệu hình ảnh là cây sen của Đồng Tháp, những món ăn, những đặc sản ô cốp từ sen để giới thiệu với các bạn bè cả nước để người ta biết đến Đồng Tháp nhiều hơn. Đối với khu du lịch sinh thái Gáo Dòng, huyện Cao Lãnh, bên cạnh những món ăn quen thuộc như cá lóc nướng cuốn lá sen non, gỏi ngó sen tôm thịt, gà ta hầm củ sen, thì đầu bếp cũng sáng tạo thêm một số món ăn đậm chất miền Tây kết hợp với nguyên liệu từ cây sen. Đây cũng là những món ăn mới mẻ mà các đầu bếp học hỏi được từ sau lớp tập huấn do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong lễ hội sen lần thứ 2 của tỉnh Đồng Tháp này thì du lịch Gáo Dòng cũng bổ sung thêm một số món ăn từ sen như là chuột xào, ngó sen, lá cách, ốc nhồi, hạt sen, trắng bằm, xào hạt sen, thúc đẩy phát triển cái ngành nông nghiệp mà trồng sen gắn với cái phát triển cái du lịch, đồng thời tạo dựng cái hình ảnh địa phương, thì du lịch Gáo Dòng cũng đưa vào chế biến những cái món ăn ngon từ sen. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, với 200 món ăn được chế biến từ sen đã xác lập kỷ lục, tỉnh đang trong quá trình xây dựng thương hiệu ẩm thực sen gắn với thương hiệu từng điểm đến. Qua đó từng bước đưa các món ăn sen vào các nhà hàng, khu điểm du lịch để phục vụ người dân và du khách gần xa, lan tỏa tình yêu sen đến với mọi người. Tập huấn cái kỳ thực là kỳ này đó là chúng tôi là có một cái hy vọng là những học viên là đại diện cho các khu điểm và đại diện cho các cái nhà hàng, các quán ăn đó là sẽ sáng tạo để mà chế biến các cái món ăn từ sen, vừa chế biến theo phương pháp truyền thống và vừa chế biến kết hợp để tạo ra những cái món từ sen mà ăn thật ngon. Và thông qua những học viên này đó, đây là những đại sứ để mà quảng bá giới thiệu tuyên truyền về cái ẩm thực sen của Đồng Tháp với du khách trong và ngoài tỉnh. Thời gian qua, để phục vụ du khách gần xa, nhiều nhà hàng, khu điểm du lịch của tỉnh đã đưa các món ăn được chế biến từ sen vào thực đơn chính. Việc phát triển phong phú các món ăn từ sen vừa góp phần định vị du lịch tỉnh nhà, vừa giúp cho khách du lịch có thêm nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi đến thăm Đồng Tháp.